Rồi, chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với video của em nhé. Đây, hiện tại em đang quay cho anh em xem một bộ chú đôi gỗ hương EQ. Cái này là gỗ hương EQ anh em nhé. Thì hiện tại em đang quay đây, thì cái này là hàng mộc đẹp cho anh em luôn. Nói chung là tại vì em quay á, cái này là cái điều kiện ánh sáng nó rất là kém, nên là anh em có thể nhìn thấy là màu nó không đồng đều anh em nhé. Còn anh em nhìn ngoài thực tế rất là đẹp luôn. Đấy, như anh em có thể nhìn thấy này, tấm ngoài này thì em quay nó rất là vàng, mà tấm bên trong thì nó lại có màu sậm đen, là vì ánh sáng là nó không có chiếu vào đủ. Đấy, còn nhìn ở ngoài thì hai tấm nó đồng màu mà nó không có đen vậy đâu anh em nhé. Nhìn ở ngoài rất là đẹp luôn. Đấy, cái tấm này thì nói chung thì nghiêng cái bộ này là bộ hai tấm nó siêu văng luôn. Kích thước của nó đang là rộng là 1m85, dài 16 và dài là 2m7 nhá. Bộ này là dài 2m7, hàng vàng rất là nhiều luôn. Cái này là hương EQ nhá. Cái này nếu mà anh em mà quan tâm tới bộ này á, muốn xem thực tế á, em có thể cho xe cẩu ra trực tiếp ngồi nơi có ánh sáng thực tế quay cho anh em xem luôn. Đấy, đây này, tại vì cái tấm này bây giờ nó quay nó vàng vàng mà do ánh sáng nó chiếu vào được một tí nên là quay là nó sẽ rõ hơn một tí. Nhưng mà cái này vẫn chưa phải là cái độ rõ nó đâu. Tại vì trong xưởng nó ánh sáng nó không được tốt nên là quay thì nó sẽ có những cái màu đen thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Ngoài ra thì cái tấm này thì chưa có khoang cùm nhá, bộ này là chưa có khoang cùm. Cái này là gỗ hương EQ. Thì hiện tại bộ này kích thước nó là 1.5, dài 16 và dài là 2.7. Bộ này thì em đang bán với giá là 60 triệu là bao ship cho mọi người nha. Giá 60 triệu là bao ship. Em khẳng định luôn, riêng cái hàng hương EQ mà văng thế này giá 60 triệu ba ship là cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Nhiều nơi người ta còn lấy cái loại gỗ này nè, người ta bán gỗ giả, gỗ ba chi, người ta bán tới trăm mấy 200 triệu một bộ lận. Còn cái này là em bán thật gỗ, tại vì cái này là em mua của một người á, thì người đấy gỗ của người đấy á, người ta không phải là kinh doanh, đợt trước người ta mua về người ta làm nhưng mà người ta không làm nên bây giờ người ta xả lại cho em để được mấy khúc. Thì bây giờ em bán cho mọi người thì mới có cái giá là 60 triệu là ba ship nữa. Đấy. Còn cái bộ này nữa này, bộ này thì cũng rất là đẹp luôn. Đây, vào trong này thì ánh sáng nó thiếu hơn, nên là nó sẽ quay màu nó sẽ đốm đen hơn bao nhiêu nhá. Còn nếu mà anh em mà thích, em có thể cẩu ra ngoài chỗ ánh sáng thực tế luôn, quay cho anh em xem trực tiếp luôn, nhìn nó khác hẳn luôn. Thì hiện tại bộ này thì nó đang dài là 2m65, rộng 1m8 và dài là 16 phân. Bộ này thì giá chỉ 55 triệu thôi, hàng siêu văng luôn. Anh em nào quan tâm thì cứ kết bạn qua Zalo là 0333338719 nhé. Còn ngoài ra thì hàng em rất nhiều luôn. Đây này, hàng mộc thực tế luôn. Hiện tại là em có gần 10 bộ hương EQ. Đây này, cái này là hàng mộc này. Đấy, hàng này là chưa có lót, chưa có cũng như thế nên nhé. Đấy, mới cắt cận nó trà ra thôi. Đấy, bộ này thì đang lót à. Hàng nói chung hàng hương EQ của em rất nhiều luôn. Hiện tại nếu mà giá 55 60 triệu mà như những bộ đẹp như thế thì khẳng định là giá đấy là rất là mềm luôn anh em ạ. Tại vì là em nhập được cây á, nhập được những cái khúc giá rẻ. Đấy, nên là một cái giá đấy thôi. Là anh em có thể nhìn thấy em cắt cái bìa ra mà cắt dài tới 20 phân luôn á. Chứ không phải ít đâu, nói chung là em cắt giá các đồ hàng cắt gần như là hết tuyệt đối. Nó chỉ còn, nói chung thì vẫn có một số ít thì nó vẫn dính lại nha.